Thưa quý vị, tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri, sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng gồm bà Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội, ông Trần Chí Cường, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, Thiếu tướng Trần Đình Chung, Phó Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an, có buổi tiếp xúc cử tri quận Hải Châu trước kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Cùng dự có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Theo đó, kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 dự kiến khai mạc vào ngày 20 tháng 10 năm 2022 và bế mạc vào ngày 18 tháng 11 năm 2022. Tại đây, Quốc hội dự kiến sẽ xem xét thông qua 7 dự án luật, 3 dự thảo nghị quyết, cho ý kiến 7 dự án luật khác. Tại hội nghị, cử tri quận Hải Châu kiến nghị Quốc hội quan tâm các vấn đề tăng lương cho cán bộ không chuyên trách, tăng lương cơ bản, đặc biệt lương cơ bản của cán bộ công chức, viên chức, tình trạng vật giá leo thang, thiếu thiết bị y tế, thuốc men. Các dự án phát triển sản xuất kinh doanh chậm triển khai, sớm thông tin kết quả xử lý các vụ việc tham nhũng cho nhân dân được biết.